Sau chuỗi ngày ngủ đông kéo dài, mai anh đào đồng loạt nở rộ vào những ngày cận Tết Nguyên Đán, khiến cả phố núi Đà Lạt được nhuộm hồng đẹp mắt. Vào những ngày cuối năm, du khách khi đến với Đà Lạt may mắn được chiêm ngưỡng hàng ngàn cây mai anh đào nở rộ khắp các nẻo đường, từ những con hẻm sâu trong khu dân cư ra những trục đường chính như Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Tường Phố, Hùng Vương, quanh bờ hồ Xuân Hương, quốc lộ 20 từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi Cầu Đất. Bất kể nơi đâu, mọi người cũng dễ dàng ngắm nhìn những cánh mai anh đào khoe sắc. Năm nay mai anh đào nở muộn nhưng rộ đúng dịp sát Tết, càng khiến khung cảnh thêm thơ mộng. Mai anh đào bùng nở thu hút không chỉ du khách phương xa mà ngay cả người dân Đà Lạt, dù đã quá quen thuộc, cũng phải xúng xính trang phục xuống phố chụp hình, lưu lại những hình ảnh đẹp trong năm. Năm nay nở trúng Tết thì em cảm thấy rất là tự hào vì cái loài hoa của mình, tại vì núi đồi mà xanh biếc xong rồi tự dưng có một cái loài hoa điểm xuyến màu hồng á. Dạ em cảm thấy nó rất là đẹp. Dạ nên năm nay em cũng chụp hình hết. Vừa hoa đào vừa Tết đến nơi cho nên là em thấy cũng rất là nhộn nhịp á, mọi người ra cũng chụp hình nhiều á kiểu. Người Sài Gòn lên Đà Lạt rất là nhiều. Nếu mà săn hoa đào thì chỉ có mỗi lên Đà Lạt mà hoa đào ở Đà Lạt rất là đẹp. Lần đầu tiên đặt đến chân đến miền đất này thì mình rất là vui, khí hậu rất là mát mẻ. Và hoa đào ngoài Bắc dù có đẹp đến đâu nhưng mà Đà Lạt có đặc trưng riêng của Đà Lạt. Đó là hoa nở hai bên đường rất là nhiều. Thông thường mai anh đào sẽ nở đẹp và kéo dài trong khoảng từ 3 đến 5 tuần. Nếu thời tiết thuận lợi, hoa sẽ còn nở qua Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.